tấn em để tiền đây anh không châm điếu thuốc lá rồi. Châm điếu thuốc lá rồi đây nó. Lôi lên nhà bỏ. Vâng, vâng. Cái bóng to. Con có thể chặt tức cho mẹ thấy được không? Đây em đây. À hồng kia. Con ngồi cái ghế. Ba chuẩn bị xử lý này. Sợ à, sợ cõi gì à? Nó bảo kinh khủng mà. Kinh khủng chứ. Sáng nay. Mẹ hôm nay chủ nhật cho con. Ngày nào cũng là chủ nhật. Chuẩn bị được nghỉ 9 ngày rồi. Nướng Bắc Việt mày ngày xưa đi học của tận. Ôi giời ơi. Tí bà đón cháu tận hết từ ngày ai nhìn đón. Ai nhìn thấy cũng tận là đón. Cũng tận đón chiều bà đón cho sớm. Sắp được nghỉ 9 ngày rồi. Chào chào nào. Nó chuyện đến bà là lộ. Kéo tiền nó vào tiền. Bà nội nó về chưa? Chưa ạ. Mấy em nữa, 3 hôm nữa. Bà lộ còn bảo bố miệng nghèo nữa. Đây đang nằm ở ngay bóc tiền. Sau đấy con nắm hương. Hương này hương tốt đấy đi bác. Ừ. Đấy hai nắm. Úi giời. Mai nó nghịch gặp phá. Cũng ít có nghịch. Yên nghịch à. Thường để máy bằng vậy là hay vậy lắm. Như Dương cũng để máy bằng. Trời Phương Anh ơi. Ở đây không? Hai cái lông à. Cái kia của em đi rồi. Ở đây không Phương Anh?